Ngọc thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quy trình nhân sự của Đảng. Ngày 19 tháng 10, AFA tiếng Việt có bài phỏng vấn giáo sư Carter ở trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học UNSW Camera Úc về cách thức Đảng Cộng sản Việt Nam chọn nhân sự kế cận. Bài viết với tựa đề Ông trọng chọn người kế cận thế nào? Giáo sư Carter cho biết thêm trên cương vị Tổng Bí Thư, ông Nguyễn Phú Trọng có trách nhiệm bồi dưỡng, tiến cử người kế nhiệm với tư cách là trưởng ban nhân sự. Ông Trọng cũng xác định quy mô của ban chấp hành trung ương mới, cơ cấu tuổi và thành phần theo khối, ngành. Ngoài ra, ông Trọng còn xác định cơ cấu của chính quyền cấp tỉnh và địa phương, cán bộ giữ các chức vụ trong chính phủ trung ương và các cơ quan trung ương, quân đội, công an và các lĩnh vực khác hình ảnh bài phỏng vấn giáo sư Carter trên AFA người đứng đầu tiểu ban nhân sự sẽ chủ trì các cuộc họp của tiểu ban để đánh giá xem những người được đề cử vào các vị trí ban chấp hành trung ương có đáp ứng các yêu cầu thiết yếu do điều lệ và quy định của đảng đặt ra hay không họ cũng có trách nhiệm bảo đảm cho việc chọn người sẽ đáp ứng các chỉ tiêu về đại diện ngành và độ tuổi sau khi tiểu ban nhân sự thông qua những đề xuất nhân sự đó sẽ phải được Bộ Chính trị chuẩn y, rồi trình Ban chấp hành Trung ương phê duyệt. Ban chấp hành Trung ương có tiếng nói cuối cùng. Những người được đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa tiếp theo phải nhận được ít nhất 50% cộng với một phiếu bầu. Tháng 11 năm 2020, Ban chấp hành Trung ương từng bác bỏ việc ông Tổng Bí Thư đề cử ông Trần Quốc Phượng làm người kế nhiệm. Tuy nhiên, tiếng nói cuối cùng vẫn thuộc về các đại biểu dự đại hội 14 của đảng giáo sư Carter dẫn lại đại hội 13 của đảng cộng sản việt nam vào năm 2021 mỗi đại biểu khi đó được phát một danh sách tất cả các ứng viên đã được ban chấp hành trung ương sắp mãn nhiệm phê duyệt để bầu vào ban chấp hành trung ương khóa mới danh sách này được chú thích chi tiết về vị trí mà ứng cử viên sẽ đảm nhiệm nếu được bầu tại đại hội không có hoạt động vận động tích cực của các cá nhân và các đại biểu không được đề cử bất kỳ ứng cử viên mới nào vào danh sách đã được thông qua. Đồng thời, cuộc bỏ phiếu là bí mật. Sau khi ban chấp hành trung ương mới được bầu, ban chấp hành mới này sẽ tổ chức phiên họp toàn thể đầu tiên vào ngày cuối cùng của đại hội để bầu bộ chính trị mới. Sau đó, họ bỏ phiếu xem thành viên bộ chính trị sẽ làm tổng bí thư. Hình ảnh tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo giáo sư Khartay các đại biểu tham dự đại hội toàn quốc chỉ có tác động không đáng kể đến thành phần ban lãnh đạo mới. Họ được quyền lựa chọn nhiều ứng cử viên hơn số lượng cần thiết để phục vụ trong ban chấp hành trung ương. Kết quả cuối cùng chỉ khác một chút so với ban Kết quả cuối cùng chỉ khác một chút so với hạng ngạch đặt ra cho giới tính, độ tuổi và khối ngành do ban chấp hành trung ương mới nhóm ứng cử viên mới cho tứ trụ lãnh đạo gồm tổng bí thư đảng, thủ tướng, chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội phải phục vụ một nhiệm kỳ 5 năm trong bộ chính trị mới đủ tiêu chuẩn. Chính bộ chính trị mới sẽ quyết định ai sẽ được đề cử vào quốc hội để phê chuẩn làm chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Giáo sư Carter cho biết thêm, ông Nguyễn Phú Trọng sắp kết thúc nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tiền lệ và rất có thể sẽ nghỉ hưu tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 14. Ông trọng muốn để lại di sản của mình cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc ông được đề cử vào chức vụ trưởng tiểu ban nhân sự cũng như trưởng ban văn kiện cho thấy ông được đa số ủng hộ trong ban chấp hành trung ương. Xây dựng đảng, chống tham nhũng và chống các hiện tượng tiêu cực sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của các thế hệ cán bộ đảng tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin quy trình nhân sự của Đảng. vụ trộm vàng trên cao tốc đã bắt 4 nghi can. Ngày 20 tháng 10, báo tuổi trẻ loan tin, vụ đuổi theo trộm rơi xuống khe cao tốc, bắt thêm 2 người mang vàng đi bán. Theo đó, ngày 20 tháng 10, liên quan đến vụ một chủ vừa trái cây đuổi theo kẻ trộm bị lọt vào khe giữa đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, đoạn qua phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đã rơi xuống đất chết. Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ thêm hai đồng phạm. Tuổi trẻ cho hay tại cơ quan công an bước đầu hai người này khai trước đó vào rạng sáng ngày 17 tháng 10, sau khi hai đồng phạm khác đi trộm được hai sợi dây chuyền vàng tiền trên xe của ông CHV, 51 tuổi, ngụ phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức rồi mang về đưa cho hai người này đi bán. Hình ảnh bài báo tuổi trẻ. Hai người này biết là vàng trộm và nhận nhiệm vụ mang hai sợi dây chuyền vàng khoảng 20 cây vàng đi bán và tiêu thụ thành công. Còn số tiền mặt vài triệu đồng trộm được thì cũng được nhóm này chia nhau tiêu xài. Hiện công an đã thu hồi được số vàng mà nhóm này trộm của ông về. Liên quan đến tan vật là vàng trong các vụ trộm cướp. Ngày 23 tháng 9, một vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Kim Khoa ở phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh. Trong vụ này, hai tên cướp hóa trang và bảo mật quá kỹ khiến cơ quan công an không có manh mối tìm người, tìm chiếc xe gây án. Do đó, công an phải mở rộng truy tìm theo hướng tìm tan vật của vụ cướp, bao gồm 40 nhẫn, bông tai, dây chuyền các loại, có cùng kiểu dáng chất liệu màu sắc, trọng lượng khoảng theo 12 kiểu mẫu nhẫn, bông tai, dây chuyền. Nhưng dường như cho đến nay vẫn chưa có manh mối gì. Trở lại với vụ trộm vàng trên cao tốc, Báo chí cho biết ông V là một chủ vựa trái cây ở chợ Đầu mối Thủ Đức. Theo báo Tuổi Trẻ đến nay, cơ quan công an đã bắt tổng cộng 4 người để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra vụ việc nên chưa công bố thông tin. Theo Tuổi Trẻ, trước đó ngày 18 tháng 10, hai nghi phạm khác liên quan đến vụ việc đã ra cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, hai nghi phạm khai lợi dụng lúc ông V dừng xe trên cao tốc đi vệ sinh Hai người này đã lén trộm vàng tiền trên ô tô của ông về Hình ảnh thông tin về nạn nhân trong vụ việc. Sau đó ông về quay lại phát hiện nên hai người này bỏ chạy. Ông về trong lúc đuổi theo đã lọt vào giữa khe đường cao tốc rơi xuống đất và tử vong. Theo một bài báo khác trên báo tuổi trẻ, khoảng 8 giờ ngày 17 tháng 10, một người dân đi trên đường 963, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức đã đi vào bãi đất trống dưới dạ cầu đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây thì phát hiện ông V nằm bất động, cơ thể tím tái Đội y tế xác định ông V đã tử vong nhiều giờ trước đó Vẫn theo tuổi trẻ mở rộng khám nghiệm hiện trường Công an phát hiện một ô tô màu đỏ, không có người lái đậu trên đường cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai Các nơi phát hiện thi thể ông V khoảng 100m Tại hiện trường, nạn nhân trong tư thế nằm ngửa Hiện trường có vết máu, thi thể có nhiều vết rầy xước. Vị trí ông V tử vong tại bãi đất trống ở khe giữa dưới dạ đường cao tốc. Toàn bộ diễn biến của vụ việc đã được camera giao thông ghi lại. Tuy thời gian gần đây, nạn trộm cướp ở Việt Nam ngày càng nhiều và càng trắng trợn, nhưng vụ trộm này khá hy hữu. Bởi theo quy định, ô tô không được dừng trên đường cao tốc và xe máy cũng không được vào cao tốc. Hơn nữa, ông V đi vệ sinh nhưng lại không đóng cửa ô tô, vô tình tạo điều kiện cho kẻ trộm. Cũng do thực trạng kinh tế suy thoái, người người, nhà nhà đều bị ảnh hưởng, nên bần cùng sinh đạo tặc khiến tình trạng trộm cướp nở rộ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Vụ trộm vàng trên đường cao tốc đã bắt 4 nghi can. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm đề